những tiểu phẩm cực kỳ khó khăn của chúng ta. Quá! Tôi nói không quá! Bà để ý thử đi! Trời ơi, trời ơi! Bị gì vậy? Dạ, bị gì vậy? Em bị mũi tên của địch bắn trúng bụng. Nhưng mà cũng phải cố gắng thở tắt hết đèn cày nha Phát. Tại vì thời gian trôi được nãy giờ rồi Phát. Thấy cái nét này bà làm được không? Cái nét này là đó. Trời ơi. Dễ thương, nhõng nhẽo. Đồng nghĩa đó, đồng nghĩa nhõng nhẽo. Qua lẻo thôi là qua đời nè. Không phải lộn mà. Ủa mỹ nữ kỳ vậy? Đúng. Bà đau trong tim bà là đúng. Tôi đau đớn thiệt.